Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Amen. Dù mưa hay là gió hay là bối cảnh như thế nào thì chúng ta vẫn phải học lời của Đức Chúa Trời. Amen. 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 Chúng ta không thể thiếu lời của Đức Chúa Trời. Amen. Sáng nay chúng ta cùng nhau mở câu kinh thánh tìm một thứ gì? Phần 3. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thăng cảm, có ích cho việc dạy dỗ, kiểm trách, sửa chữa, đào luyện con người sống công chính, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi có đề tài đó là lời Kinh Thánh đầy dẫy quyền năng. Cảm ơn Chúa. Thế giới thì chúng ta biết được rất là nhiều tôn giáo, và mỗi tôn giáo thì họ có sự dạy dỗ, và đa số thì về nhân đạo, có nghĩa là đạo làm người đó, thì họ dạy con người làm điều lành, lánh điều dữ, không ạ? Làm những điều tốt. Nhưng mà con người thì cũng không có khả năng để có thể làm tốt được. Và lời đó cũng không có đủ quyền năng để mà khiến con người có thể làm theo. Nhưng mà chúng ta biết được rằng lời của Đức Chúa Trời là lời quyền năng. Amen. Không những Đức Chúa Trời ban lời cho chúng ta mà thôi, nhưng mà Ngài cũng đã cứu chuộc chúng ta ra khỏi những gì hư nát, để rồi chúng ta được thăng hóa và có thể nghe lời Đức Chúa Trời và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, từ sáng thế cho đến khải huyền. Tức là cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm. Amen. Có nghĩa là đều được Thánh Linh xoay dẫn, hay là được Thánh Linh cảm thúc để những trước giả viết ra lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng biết được trong Kinh Thánh thì có lời của Đức Chúa Trời. Amen. Có lời của Satan, cũng có lời của con người. Nhưng mà tất cả đều được thần cảm bởi Thánh Linh. Amen. Tất cả đều được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh mà con người đã viết ra Kinh Thánh. Nên tất cả đều bất lợi cho mỗi một con người khi học hỏi, khi suy gẫm, khi nghiên cứu và làm theo lời của Đức Chúa Trời, thì người ấy sẽ được phước rất lớn. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng là Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn luôn ở với hội thánh của Đức Chúa Trời. Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong từng người một, và nhất là những con người được Chúa chọn lựa, Chúa sức dầu để họ có thể làm những chức vụ từ thời cựu ước cho đến tân ước. Tất cả những con người được sức dầu, được chọn lựa, thì lời của họ nói ra là lời quyền năng. Amen. Lời sống và linh nghiệm, lời và bằng Thánh Linh và quyền phép. Bởi vì khi họ nói ra thì lời đó bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động, và họ nói theo sự hướng dẫn của Thánh Linh, nên lời đó có quyền năng để trở thành một lời tiên tri, và lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm trong thời gian sau. Và tất cả mọi lời tiên tri từ thời cựu ước thì được ứng nghiệm trong thời tân ước. Và các sứ đồ, các tiên tri, họ giảng phúc âm trong cái thời kỳ tân ước, thì họ luôn luôn trưng dẫn về thời cựu ước và những gì mà Đức Chúa Trời đã nói tiên tri về cái sự sáng tạo, về sự cứu rỗi, hay là về mọi lĩnh vực trong đời sống. Và chúng ta thấy đây là điều vô cùng tuyệt vời, và chúng ta không thể tưởng tượng được cái sự toàn tri của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi cái sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Quá diệu kỳ, quá tuyệt vời. Và Chúa Giêsu đến
Thì Ngài nói rằng là Ngài đến để hoàn thành lời tiên tri và khích tượng. Amen. Những gì mà Kinh Thánh đã chép về Ngài, những lời tiên tri đã chép về Ngài, thì Chúa Giêsu đến hoàn thành và một chấm một nét không sai. Amen. Rất là tuyệt vời. Bởi vậy chúng ta thấy được lời Đức Chúa Trời đầy dẫy quyền năng, nhưng mà lời Đức Chúa Trời rất là thần tín. Những gì Ngài đã phán dạy tiên tri thì Ngài có quyền làm trọn. Amen. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm. Amen. Như vậy thì Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có nghĩa là khi họ khởi đầu viết ra lời của Đức Chúa Trời thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã cảm động họ và họ đã viết ra lời của Đức Chúa Trời. Amen. Và Kinh Thánh đã được gom góp lại trong 66 sách, được công nhận là kinh điển đó. Thì trong 66 sách này thuộc về Kinh Thánh, được công nhận trong toàn thế giới, các giáo sư, các giáo hội đều công nhận rằng là Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời thần cảm. Amen. Chúng ta nhớ rằng là khi gọi là Đức Chúa Trời thần cảm hay là Thánh Linh cảm thúc họ viết ra bởi lời của Đức Chúa Trời thì ích lợi cho loài người. Amen. Ích lợi cho loài người. Câu chuyện mà tôi hay kể đó là khi một nhà sáng tạo ra một vật gì đó thì người ta thường hay có cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Amen. Amen. Ai theo cái sự hướng dẫn sử dụng của cuốn sách đó thì cái vật mình sử dụng đó nó sẽ bền lâu và rất là tốt. Bình thường thì chúng ta có thể xài điện thoại, và khi mua điện thoại thì chúng ta cũng có cuốn sách hướng dẫn sử dụng để xài như thế nào cho nó bền và biết cách để mà xài. Amen. Amen. Và khi Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta thì Ngài cũng đã có cuốn sách hướng dẫn sử dụng để chúng ta có thể sử dụng trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong mọi lĩnh vực chúng ta có thể sử dụng, để rồi chúng ta làm đúng theo cái sự hướng dẫn của Chúa thì chúng ta sẽ có lòng sống lâu. Amen. Amen. Hạnh phúc, vui thỏa và biết bao nhiêu điều chúng ta sẽ kinh nghiệm về quyền năng của lời của Đức Chúa Trời. Anh chị em đã kinh nghiệm về lời Đức Chúa Trời có quyền năng để có thể giải phóng cuộc đời của chúng ta, cứu rỗi cuộc đời của chúng ta. Nhiều anh chị em trong hội thánh của Chúa bởi lời của Đức Chúa Trời mà anh chị em được thay đổi, đúng không ạ? Amen. Bởi lời của Đức Chúa Trời mà anh chị em được chữa lành bệnh tật. Amen. Có những người không chết vì bệnh tật bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời bày tỏ lời của Ngài, phán dạy lời của Ngài, và lời đó là lời sống. Amen. Amen. Lời đó là lời sống, và lời đó đem lại chúng ta sự sống, đem lại đức tin cho chúng ta, và chúng ta đã vượt qua những nan đề thử thách. Bởi vì thế giới này đầy dẫy lời của con người, lời của ma quỷ, và những cái lời thật là kinh khủng vô cùng. Trong đoạn 3 này thì chúng ta thấy được lời tiên tri về đạo đức băng hoại đó. Con đã biết trong thời kỳ cuối cùng này sẽ có những giai đoạn khó khăn, vì sẽ có những người vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu căng và nói phạm thượng, không có lời cha mẹ, vong ân bội nghĩa, không tin kính, không tình nghĩa, bất nhân, vu khống, không tiết độ, tàn bạo, thù ghét điều lành, phản phúc, liều lĩnh, tự phụ, thích vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, giữ hình thức tin kính bề ngoài nhưng lại chối bỏ quyền năng của sự tin kính, còn hãy xa lắm với người như thế. Lời Đức Chúa Trời mà Phaolô nhắc nhở cho Timôthê trong bối cảnh là thế giới băng hoại, trong bối cảnh những con người xung quanh băng hoại, họ sử dụng những cái điều của sự băng hoại, những cái con người không tốt, sống một cái đời sống mà thật sự là nhận lãnh cái kết quả
đời sống của mình, đang gọi là nhận lãnh cái hậu quả cho đời sống tâm hoại của mình. Và lời Đức Chúa Trời được soi sáng, dù trong bóng tối, dù trong bối cảnh nào, dù xung quanh chúng ta như thế nào đi nữa, thì lời Đức Chúa Trời cũng là ngọn đèn cho chân của tôi và là ánh sáng cho đường lối của tôi. Amen. Chúng ta không thể thiếu lời của Đức Chúa Trời được, bởi vì lời của Ngài được Đức Chúa Trời thần cảm, được Thánh Linh cảm thúc, và lời đó là lời sống và linh nghiệm, lời đó là lời hằng sống và là bánh hằng sống cho mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta không thể thiếu lời của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta ở trong một cái bối cảnh thật sự đen tối, bối cảnh mà xung quanh người ta chối bỏ Đức Chúa Trời, bối cảnh xung quanh người ta không còn biết Đức Chúa Trời là gì cả, họ thờ lại hình tượng, họ thờ lại ma quỷ và họ sống rất là gian ác, thì chúng ta là những người được phước, chúng ta là những người có lời của Đức Chúa Trời, chúng ta là ánh sáng của thế gian, chúng ta phải đốt ngọn đèn của chúng ta soi sáng lên. Amen. Để soi sáng mọi người xung quanh. Không thể nào mà chúng ta vì bóng tối nó mà có thể dập tắt ánh sáng trong chính đời sống của mình. Chúng ta quyết tâm sống theo lời của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Sẵn sàng không chị em? Amen. Chúng ta biết rằng là lời tiên tri nói về hiện tại ở đó và cũng nói về trong những ngày cuối cùng. Amen. Bây giờ chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng và cái sự tan hoại nó có thể xảy ra xung quanh chúng ta, và chúng ta đã nhìn thấy, chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể kinh nghiệm nhìn thấy những người xung quanh chúng ta sống tan hoại, thì chúng ta luôn luôn càng kinh nghiệm, càng nghiên cứu nhiều hơn về lời của Đức Chúa Trời để sống theo lời của Đức Chúa Trời. Amen. Tôi thấy lời Chúa quá tuyệt vời. Amen. Khi Đức Chúa Trời sáng tạo thì chúng ta biết rằng đó là từ tâm trí của Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Từ tâm lòng của Đức Chúa Trời, từ cái sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời sáng tạo muôn loài vạn vật và con người, rồi người nam rồi người nữ, mọi bộ phận trong con người rất là diệu kỳ, rất là tuyệt vời. Amen. Và từ con người đầu tiên là Adam thứ nhất cho đến Adam cuối cùng, và cho đến khải quyền, và cho đến trong cõi đời đời, thì tâm trí của Đức Chúa Trời vô cùng lạ lùng và quá siêu nhiên và quá tuyệt vời. Ngày suy nghĩ ban đầu cho đến kết thúc đều như vậy, chứ nó không có thay đổi. Amen. Rất là chính xác, bởi vì Ngài rất thần tín. Ngài phán thì Ngài có quyền làm rõ. Ngài phán từ năm thứ nhất và năm đến năm thứ hàng ngàn tỷ năm sau thì cũng vậy thôi. Amen. Ngài không thay đổi, bản chất của Ngài không thay đổi. Nên Ngài sáng tạo, rồi Ngài cứu rỗi con người, và đủ mọi điều tuyệt vời trong sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ và tinh thần. Chúng ta sẽ hiểu, chúng ta hiểu một thành phần, một rất nhỏ thôi, rất là nhỏ, rất là hạn chế trong tâm trí của chúng ta mà thôi. Và chúng ta thấy vĩ đại vô cùng, quá vĩ đại. Đức Chúa Trời chúng ta, Ngài đã phán ngay sau 5 năm đó là trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của ta, ý tưởng của ta cao hơn ý tưởng của các ngươi bao nhiêu. Amen. Cao hơn đường lối của các ngươi bao nhiêu. Nên chúng ta amen có lời Đức Chúa Trời, và chúng ta phải suy gẫm, chúng ta cần phải nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời hàng ngày. Amen. Quý vị có thấy lời Đức Chúa Trời quý giá vô cùng đối với chúng ta? Amen. Đối với thế giới này không? Amen. Chúng ta thật thấy có quý trong chính đời sống của mình không? Hằng ngày chúng ta có nghiên cứu để đọc Kinh Thánh, suy gẫm lòng theo không? Có không ạ? Có. Tôi không thể nào tưởng tượng, tôi không biết diễn tả lời Đức Chúa Trời cho quý giá như thế nào. Nó vô cùng quý giá, không có gì có thể sánh bằng lời của Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta. Không có gì sánh bằng. Và sống chết ở trong lời của Đức Chúa Trời. Muốn sống hay là muốn chết thì lời của Đức Chúa Trời bài tỏ rất là rõ ràng. Amen. Muốn lên thiên đàng hay là muốn xuống địa ngục, cái lời của Đức Chúa Trời bài tỏ rõ ràng cho chúng ta. Amen. Nó vô
cùng giá trị, vô cùng cao quý và lớn lao vô cùng. Nên khó mà dùng lời để mà diễn tả về cái sự cao quý, cái sự quyền năng của lời của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Tôi nói là như vậy thì quý vị đã hiểu, và chúng ta cần phải nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời, quý trọng lời của Đức Chúa Trời, và phải đọc, suy gẫm ngày và đêm và làm theo những lời đó, thì chúng ta mới được phước, mới được may mắn trong đời sống của mình. Amen. Có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa chữa, đào luyện con người sống công chính. Lời Chúa là ích lợi. Amen. Lời Chúa là ích lợi, và lời Chúa là cho chúng ta, lời Chúa là được ban cho chúng ta. Ích lợi cho việc dạy dỗ. Amen. Amen. Khi chúng ta mới sinh ra là chúng ta đã được cha mẹ dạy dỗ rồi, đúng không? Rồi lớn lên thì cũng đi học, được thầy cô dạy dỗ, phải không ạ? Nếu chúng ta là người ở trong trường thôi đó, trong trường mà có dạy về lời của Đức Chúa Trời thì vô cùng tuyệt vời. Rồi hàng ngày chúng ta có thể đọc Kinh Thánh, có lớp thiếu nhi, có lớp thanh niên, rồi có lớp phụ nữ tráng niên đầy đủ lắm mà. Và hàng tuần thì chúng ta cũng được nghe lời của Đức Chúa Trời hàng tuần. Thì như vậy thì chúng ta có cơ hội để dầm thấm trong lời của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Để dầm thấm trong lời của Đức Chúa Trời. Mà nếu gặp mực thì sao? Thì đen á. Mà gặp đèn thì sáng. Amen. Amen. Nếu chúng ta đến gần Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời đã đến gần chúng ta. Amen. Amen. Chúng ta đến gần lời của Đức Chúa Trời thì lời Đức Chúa Trời đầy dẫy trong chúng ta, và lời của Đức Chúa Trời được dầm thấm trong đời sống của chúng ta. Chúng ta được dầm thấm trong lời của Đức Chúa Trời. Amen. Vô cùng tuyệt vời. Có ích cái sự dạy dỗ. Không những chúng ta đã học lời của Đức Chúa Trời, chúng ta được dạy dỗ bởi lời của Đức Chúa Trời, và chúng ta cũng là những con người dạy dỗ người khác. Amen. Amen. Chúng ta thấy trong cái thời kỳ Môi-se thì được dạy dỗ rất là nhiều. Nhưng mà thời kỳ Giô-se thì sao? Chiến tranh rồi đánh trận rồi chiếm xứ rồi, cái sự dạy dỗ nó bị mất đi, kém đi. Và cái thế hệ sau họ không biết Đức Chúa Trời là ai. Rất là nguy hiểm, không ạ? Tôi thấy có những cái bối cảnh, cái bối cảnh mà chiến tranh thì người ta thiên về chiến tranh, mục đích họ chú tâm về chiến tranh, và cái giáo dục cũng chú tâm vào cái chiến tranh để thúc đẩy con người trong chiến tranh và quên đi sống như thế nào cho tốt, đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng mọi người, đúng không? Thời kỳ Giô-se quên đi sự dạy dỗ. Những người cha thì sao? Những người đàn ông thì sao? Đi chiến trường cho đến khi mà chiến sự xong thì mới trở về, phải không ạ? Thì chúng ta thấy cái sự dạy dỗ nó không đầy đủ, và thiên về chiến tranh, thiên về chiến sứ, thiên về kẻ thù nghịch, và làm cho cái phần đạo đức của con người hướng về Đức Chúa Trời thì thiếu kém. Nên thế hệ sau thời kỳ Giô-se thì không biết Đức Chúa Trời là ai, đó là thật sự là đau lòng. Nên thưa hội thánh của Chúa, chúng ta phải là những con người học và những con người dạy dỗ. Đừng để lời của Đức Chúa Trời đến với chúng ta rồi sau đó nó mất đi. Lời Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và chúng ta đầy dạy cái sự không ngoan. Cô-lô-se đoạn 3 câu 16 đúng không ạ? Mà nguyện lời của Đức Chúa Trời đầy dạy trong lòng anh em để nó dư dật mọi điều không ngoan. Hãy dùng ca vịnh thơ thánh và hát thiêng liêng mà đối đáp, mà ca ngợi Đức Chúa Trời của chúng ta. Thế như vậy thì không những là chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, và chúng ta có những cái bài ca bài hát, có những cái bài về lời của Đức Chúa Trời, nói về lời của Đức Chúa Trời để chúng ta ca hát, chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời. Làm thế nào đó để chúng ta có thể được dầm thấm trong lời của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúng ta nhớ phục truyền đoạn 6 câu 5 không ạ? Amen. Hãy hết lòng, hãy lên lòng, hãy sức yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Phải không ạ? Rồi gì nữa?
dạy cho con cái rồi đó, khi nó ngồi, khi nó đứng, khi nó ngủ dậy rồi, khi nó đi rồi đeo trong cổ tay rồi đeo trên trán rồi, coi như là đi trên tường rồi, khi đi cột nhà mà, khi đến cổng thành, để lời đó à, yêu mến Chúa và tất cả những cái lời mà Chúa dạy cho dân Israel phải được dầm thấm trong con người và nó nằm trong xương tủy của những con người Israel. Amen. Nên tốt hơn hầu thánh Chúa ngày hôm nay ở trong giao ước mới, Chúa nói là tốt hơn giao ước cũ. Amen. À, và chúng ta có nguyên trọn bộ kinh thánh từ tân ước, cựu ước chúng ta đầy đủ và chúng ta dễ dàng có thể được dầm thấm trong lời của Đức Chúa Trời. Amen. Để chúng ta quý lời của Đức Chúa Trời và chúng ta thấy được là lời Đức Chúa Trời là ngọn đèn cho chân chúng ta và ánh sáng cho đường chúng ta. Lời Đức Chúa Trời là bánh hàng sống cho chúng ta. Chúng ta cần lời Đức Chúa Trời thì chúng ta cần phải suy gẫm, nghiên cứu và phải được dầm thấm trong lời của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta là không có đức tin thì sao? Không để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời đúng không? Amen. Nhưng mà làm sao để chúng ta có đức tin? Đọc lời Chúa. Đức tin đến bởi sự người ta nghe. Amen. Đức tin đến bởi sự người ta nghe lời của Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta phải có đức tin thì mới sống đẹp lòng Chúa. Chúng ta sống bằng đức tin cho mà mắt mắt thấy. Amen. Nhưng mà cũng có đức tin thì chúng ta phải có lời của Đức Chúa Trời, không thể thiếu lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì lời Đức Chúa Trời tạo ra đức tin cho chúng ta và qua đức tin chúng ta nhận được tất cả mọi điều diệu kỳ trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Amen. Anh nói với người bên cạnh rằng là bạn phải học và phải dạy lại cho thế hệ phía sau nhé. Amen. Amen. Chúng ta phải là người dạy dỗ, khiển trách, dạy dỗ, khiển trách. Lời Đức Chúa Trời khiển trách. Như vậy thì như thế nào? Tại sao gọi là khiển trách? Nếu chúng ta tốt khách thì có cần khiển trách không? Như vậy khiển trách bởi vì lý do chúng ta đi sai đúng không? Đi sai thì lời Chúa khiển trách. Amen. Ồ, chúng ta có một người cha vô cùng tuyệt vời. Tôi nói là Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta có linh hồn và thân. Và tấm đó đã ban lời cho chúng ta và sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho chúng ta, cả linh, cả hồn và cả thân thể, và mọi nhu cầu cần thiết cho chúng ta. Amen. Ờ, rất là tuyệt vời. Khi tốt thì được thưởng, nhưng mà khi sai đặt thì bẻ trách, sửa trị. Amen. À, bẻ trách, sửa trị. Như vậy thì đời sống của chúng ta phải nói rằng là một con người vô cùng tuyệt vời. Một con người đó gọi là con của Đức Chúa Trời, có lời của Đức Chúa Trời. Và lời đó bảo vệ chúng ta, bao bọc chúng ta, và để chúng ta có thể đi trên con đường mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho chúng ta mà thôi. Amen. Amen. Dạy dỗ, khiển trách, sửa trị. Và chúng ta cần phải khiển trách, sửa trị. Không những chúng ta học chúng ta sai thì lời đó khiển trách, sửa trị chúng ta và chúng ta phải sửa lại. Đúng không ạ? Amen. Nếu mỗi buổi sáng chủ nhật chúng ta cứ nhẫn nha chúng ta cứ tà như vậy có được không? Một cái tà là Chúa đã ghét rồi mà nó tà nữa là Chúa cầu phơi chút nào. Chúng ta có nên mê trễ lỡ hẹn với Chúa không? Chúng ta có nên bỏ nhóm không? Chúng ta khi nhóm lại rồi có nên ngồi dưới dùng điện thoại để quẹt qua quẹt lại không? Như vậy thì chúng ta không tôn trọng lời của Đức Chúa Trời và chúng ta đang thành tượng. Nếu chúng ta đang đến để mà thờ phượng Chúa, nghe lời Chúa mà chúng ta cứ chú tâm vào cái điện thoại của chúng ta thì sao? Chúng ta đang thành tượng á. Chúng ta có thường lời của Đức Chúa Trời. Điều đó phải sửa chữa. Amen. Amen. Amen.
Cái gì sai trong đời sống chúng ta phải sửa chữa. Amen. Nếu chúng ta có bệnh tật thì chưa có sửa được không? Câu chuyện mà giám đốc của xe Ford cho anh chị em còn nhớ không ạ? Ông thợ bậc bảy đó, ông đi làm một tuần lễ rồi thứ bảy về nhà, ông lái chiếc xe Ford và ông làm đăng hẳn xe Ford đó. Nhưng mà khi ông ta đi đường cái là tắt máy, phải dừng lại về đường sửa chữa, bốc hết mồ hôi, thợ bậc bảy mà sửa không nổi. Ông là thấy một cái người già đi ngang qua mặt của đầu bếp rất là sang trọng. Ông già đó đứng lại nhìn thấy anh ta, cái ông mới hỏi rằng: ông bạn ơi, ông bạn muốn tôi giúp cái gì không? Ông nói là: cảm ơn bác, không sao cả, tôi làm được kìa. Thế rồi ông sửa thì hụt nhưng mà vẫn không nổ. Thì ông già nó nói là: anh bạn ơi, anh có cần giúp không? Nó nói: dạ không bác, cảm ơn bác, tôi làm được. Nhưng mà không làm được gì cả, không nổ được. Nên ông già mới nói là: anh ngồi vào buồng lái cho tôi. Cái ông nói là: anh đề máy đi cho tôi. Anh đề cho nó nổ. Mà ông già không biết ông rờ trong cái đầu rờ xe như thế nào đó. Ông sửa chỉnh một chút xíu là anh kia đề cho nó nổ liền. Thì anh tạo bậc bãi nha, anh mới hốt quẩn: dạ thưa bác ơi, tại sao bác cũng biết cái nghề xe hơi? Ông già ông nói là: tôi là chủ của chiếc xe này, tôi đã sáng tạo ra nó mà. Nó hư cái chỗ nào tôi biết. Amen. Amen. Chúng ta hư cái chỗ nào rồi Đức Chúa Trời biết không? Amen. Ngài đã tạo ra chúng ta. Nếu bỏ tim hư, Ngài chữa lại được mà. Amen. Tâm thần chúng ta hư, Ngài chữa lại được. Amen. Mọi bệnh tật trong đời sống của chúng ta, Ngài chữa lành. Amen. Amen. Ngài sẽ Amen. Chữa lại được. Amen. Hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Có phải cô Thư bị ung thư được chữa lành không? Bác Tiến sắp ra đi rồi, Chúa ơi, Ngài đó là đang ở cùng con trong mọi nơi, con đi, bây giờ con ví Chúa đó rồi. Là Chúa nói: ta ở đây, con đừng có lo. Rồi cuối cùng là Chúa chữa lành cho bác Tiến khỏi đi bệnh viện. Amen. Giờ đấy. Amen. Khỏi bèo hả? Amen. Biết bao nhiêu người chúng ta đã được giải cứu, đã được chữa lành. Lời Đức Chúa Trời có giá trị không anh chị em? Lời Đức Chúa Trời rất là quyền năng. Amen. Kinh Thánh rất là quyền năng. Amen. Mà chúng ta bỏ lỡ là không thể sửa chữa bẻ cách. Chúng ta phải trở lại cái lời của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta không thể sống một cái đời sống như những người bài hoại trong cái đầu của đồng ba này. Amen. Amen. Không thể sống bài hoại như vậy được. Mà chúng ta phải trở lại với lời của Đức Chúa Trời. Phải dầm thẳm trong lời của Đức Chúa Trời để chúng ta thật sự giống cha của mình. Amen. 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 Con phải giống cha, mà con không giống cha đó thì cha nói rằng: ta không biết con người là ai. Nó quăng ra ngoài, nó khóc lóc và nghiến răng, đó là xong đời tôi rồi. Amen. Amen. Chúng ta phải giống cha. Amen. Chúng ta phải giống Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta phải hóa ra hình ảnh của con Ngài là Chúa Giêsu. Chúng ta phải giống hình ảnh của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu giống hình ảnh Đức Chúa Trời. Amen. Không thể thiếu được. Khiển trách sửa chữa. Amen. Amen. Anh chị em biết nhiều lĩnh vực của cuộc đời mình có những cái điểm yếu trong đời sống của mình. Chúng ta có nên sống xác thịt không? Không. Tại sao vậy? Xác thịt dẫn đến sự chết. Phải không ạ? Thánh Linh thì dẫn đến sự sống trời đời. Amen. À, này chúng ta không xác thịt xác thịt. Nhưng mà nhiều người ngày hôm nay muốn chết. Phải vậy không? Ủa sao hôm nay có nhiều người muốn sống xác thịt không? Muốn chết đúng không? Có ai muốn chết không? Thì hãy sống có thân linh. Amen. Hãy sửa lại. Không thể sống thấy xác thịt nữa. Xác thịt dẫn đến sự chết. Chúng ta nhớ Roma đoạn 8 từ câu 5 nói là xác thịt nó không thể. Không thể gì? Không thể làm theo cái luật của Đức Chúa Trời được. Và nó cũng không có khả năng làm. Amen. Nó cũng không có khả năng để làm. Chỉ có Chúa Thánh Linh là đang thánh hóa tạo cho thân thể này cho chúng ta sống lại. Thì chúng ta mới có thể vâng phục lời của Đức Chúa Trời được. Đức Thánh Linh của Đấng mà đã làm cho Chúa Giêsu từ cái chết sống lại đó. Đấng đó đang ở trong anh chị em. Sẽ làm cho thân thể hay chết của anh chị em sống lại. Amen. Chỉ có Thánh Linh
mà làm cho thân thể hai chết sống lại, thì thân thể hai chết này đã được sống lại rồi, thành một thân thể mới, một cái thân thể công chính của Đức Chúa Trời, thì mới có thể amen và lời Đức Chúa Trời, mới có thể làm theo lời Đức Chúa Trời. Và tất cả những điều đó Chúa đã làm cho chúng ta rồi. Amen. Hãy giữ lấy và chúng ta tiếp tục duy trì để rồi chúng ta có thể hiện ra sự chữa. Amen. Chúng ta có sửa người khác được không? Nhưng là Chúa nói hãy mềm mại và sửa họ lại ha. Amen. Chúng ta cũng dạy dỗ con cái và chúng ta cũng có thể giúp đỡ người khác. Và những người được khiển trách sửa chữa, đừng có giận cái người đó. Amen. Người cũng bình tĩnh, tôi ấy là ơn mà. Nhắc nhở chúng ta điều gì đó sai lầm, dù có đau đi nữa, nhưng mà tốt cho chúng ta thì hãy cảm ơn người đấy. Amen. Như vậy là quý vị trưởng thành rồi đó. Chứ con nhỏ đụng đâu tự lái đó mà. Đụng đâu thì giận đó không mà, nói hành chút xíu, nói chút xíu là giận. Cái sắc tình nó lên liền. Nhưng mà một người trưởng thành thì yên lặng cảm tạ Chúa, con cảm ơn Chúa. Amen. Đạo lý con người sống công chính. Amen. Sửa chữa, khiển trách, huấn luyện, gọi là đạo lý. Đạo lý con người sống công chính. Amen. Chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta được xóa sạch hết tội lỗi và chúng ta được tuyên xưng là công chính trong mặt Đức Chúa Trời. Amen. Và cái người công chính đấy phải sống công chính. Amen không? Amen. Nếu chúng ta sống không công chính thì sao? Có nghĩa là chối bỏ sự chết của Chúa Giêsu cho chính đời sống của mình. Đúng không ạ? Bởi vì sự chết của Chúa Giêsu, huyết của Chúa Giêsu đổ ra mua chuộc chúng ta, tẩy xóa tội lỗi của chúng ta, và Đức Chúa Trời không nhìn thấy tội lỗi của chúng ta nữa. Và chúng ta được xưng công chính. Mà Roma đoạn 3 nói là đã được tiên xưng công chính mà không có tốn gì hết. Phải vậy không? Amen. Không có tốn gì hết. Đây là ân điển, đây là sự ban cho từ nơi Đức Chúa Trời. Nên khi chúng ta sống công chính, sống theo lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta là những con người nhớ ơn Chúa cứu thế Giêsu của chúng ta. Đặc biệt là chúng ta hãy theo gương của Phaolô. Tôi đã được tâm tình với Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá rồi. Bây giờ tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà Chúa đã sống trong tôi. Bây giờ tôi sống là sao? Sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời. Ngài yêu tôi, Ngài đã chịu chết vì tôi, nên tôi sống cho Ngài. Amen. Chứ không sống cho tôi nữa. Amen. Thì như vậy đời sống chúng ta sẽ trở thành người công chính tuyệt vời. Khi chúng ta trở thành người công chính thì chúng ta chỉ là con đỏ thôi. Chúng ta mới được sinh ra thôi. Chúng ta mới được tái sanh thôi, đúng không? Và từ đó chúng ta được nuôi dưỡng bằng sự thiêng liêng của Đạo. Đó là lời Đức Chúa Trời để cứu linh hồn của mình trong gia cơ đó, không ạ? Được nuôi dưỡng bằng sữa thiêng liêng của Đạo, đó là tinh thần, đó là lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúng ta được nuôi dưỡng, chúng ta được lớn lên. Còn lời đó bẻ trách sửa trị, huấn luyện đạo đức chúng ta trở thành người sống công chính. Amen. Hãy nói với người bên cạnh mình là bạn phải sống công chính. Đừng có sống bất chính nữa. Bất chính có nghĩa là sao chị em? Sống bất chính có nghĩa là sống không phân phục theo lời Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta thấy này, khi Chúa Giêsu là thấy bắp tên, ông dân bắp tên cho nói gì? Ngài nói là phải bắp tên cho tôi, chứ tôi làm sao là bắp tên cho Ngài được. Nhưng mà Chúa Giêsu nói là chúng ta phải làm trọn việc công chứng. Amen. Cầu nguyện cũng là công chứng. Amen. Ban cho cũng là công chứng, những việc công chứng của Đức Chúa Trời, những gì mà lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ cho chúng ta làm theo. Những mà người Ngài dạy dỗ chúng ta làm theo là chúng ta là người làm việc công chứng. Người công chứng làm việc công chứng. Và trái công chứng đó sao? Nó sẽ gia tăng. Amen. Phải vậy không? Amen. Mà cái trái công chứng gia tăng thì sao? Anh chị em sẽ giàu trong mọi sự. Anh chị em nhớ không? Amen. Còn tôi nhiều đồng chí
Từ câu 1 cho đây là đấng phán hạt giống cho kẻ gieo giống. Và có bánh để nuôi mình. Sẽ làm khiến anh em thích hóa thêm nhiều. Và làm cho anh em đầy dãy trái công chính. À, như vậy thì bánh để ăn, giống để gieo là bởi sự ban cho từ Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Và khi chúng ta làm, chúng ta gieo ra, chúng ta gieo ra. Tác giả nói về cái sự gieo ra, cái sự ban cho. Mà ban cho đó là trái công chính. Chúng ta phải có những cái trái công chính. Amen. Amen. Mà cái trái công chính đó nhiều chừng nào thì chúng ta giàu trong mọi sự. Amen. Anh chị em muốn giàu không? Amen. Hãy ban cho. Hãy cứ chăm đi. Hãy cứ mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh. Dù thế giới này không có tiền xài, thế giới này đói, chúng ta vẫn dâng hiến một phần mười phần cát của dân. Amen. Chẳng sao không? Amen. Không những phần mười phần cát của dân, nhưng mà nếu còn chút bột, chút dầu, Chúa muốn dâng luôn. Amen. Amen. Thì sẽ không đói. Amen. Sẽ sống trong những năm đói kém. Amen. Amen. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời thần tiên. Ngài là đất hay làm phép lạ. Amen. Amen. Ngài thử luyện Abraham dâng Isaac. Xem thử Abraham có dâng không? Và Abraham tin Đức Chúa Trời nên kể là công chính cho người. Amen. Amen. Những cái gì mà quý giá nhất của Abraham, Chúa bảo dâng. Và ông tin, ông làm theo. Đây được gọi là, được xưng là công chính cho người. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Nên nhiều lúc chúng ta không dám. Người công chính mà không dám làm điều công chính. Mà chúng ta lại dám làm những điều bất chính. Bất chính là như dễ làm hơn không? Bởi vì bất chính là không làm theo. Làm theo thì phải hành động. Mà không làm theo có nghĩa là rất là khỏe. Phải vậy không? À, nên chúng ta cần phải thấu hiểu rằng, để đào luyện chúng ta trở nên người công chính. Amen. Amen. Người công chính phải sống công chính. Amen. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Và sự công chính của Ngài. Amen. Hãy tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời của sự công chính. Amen. Amen. Ngài rất công chính. Ngài rất là yêu thương Adam Eva. Nhưng mà Ngài rất là công chính. Phải không? Đuổi ra khỏi vườn này đẹp. Amen. Amen. Nên chúng ta có đuổi không? Anh chị em nhớ vua Sao Lơ không? Nó là hôm nay mà ai ăn cái gì đó chắc phải chết. Khi không nó đang đánh trận cho phán một lời như vậy. Cuối cùng nó là con của mình vô la than chấm chút. Mặt ông tỉnh người sáng mắt ra. Nhưng mà phải chết. Nhưng mà cuối cùng rồi thì dân sự họ bảo bọc vô la than thì ông im luôn. Chúng ta thấy vậy có công chính không? Không công chính chứ. Chúng ta thấy vua Sao Lơ. Chúa bảo giết hết đánh cái dân Amalek. Giết việc sạch trái không có đem gì vậy. Tức là bò chiên mấy con nào tốt để lại. Có công chính không? Tự văn lợi tốt hơn là của lễ. Tốt hơn là mọi chiến được. Nên cái sự vâng lời có nghĩa là chúng ta hãy vâng lời Đức Chúa Trời những gì Ngài phán dạy. Nếu anh chị em xem lời của Đức Chúa Trời là vô cùng quý giá, lời Đức Chúa Trời đầy dãy quyền năng để biến đổi cuộc đời của anh chị em từ xấu ra tốt, để biến đổi cuộc đời của anh chị em từ những người bệnh tật sắp chết trở nên người khỏe mạnh và sống, tiếp tục sống. Như vậy nó quá quý giá cho cuộc đời của chúng ta. Đưa chúng ta ra khỏi địa ngục để đem chúng ta vào trong thiên đàng. Đưa chúng ta từ nơi tối tăm đến nước sáng lạn, từ quyền lực của quỷ Satan đến với Đức Chúa Trời. Thì như vậy mà chúng ta không làm theo lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta lại trở lại bất chính nữa sao? Người công chính phải sống công chính. Amen. Amen. Đừng có sống bất chính. Phải nói với người bên cạnh là đừng có sống bất chính. Amen. 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 Dù chúng ta làm theo lời đó, lòng của mình có đau như thế nào đi nữa. Nhưng mà chúng ta làm công chính cho Đức Chúa Trời, hãy cứ làm. Amen. Amen. Hãy cứ làm. Để mình xét là dân đi nữa, cũng phải cứ làm. Amen. Bởi vì Đức Chúa
Chúa Trời lớn hơn Isaac. Amen. Đức Chúa Trời quý trọng hơn Isaac. Amen. Ngài có thể làm cho Isaac sống lại, không có sao. Amen. Ông nghĩ trong lòng đó là ông nghĩ là Đức Chúa Trời có thể tiếp con ông sống lại. Nên ông sẵn sàng. Và phải nói rằng là qua đoạn 19 đó, 18-19 thì chúng ta thấy được rằng là qua hành động của Abraham, Chúa chọn Abraham và Chúa khiến Abraham trở nên một con người sống công chính cho Đức Chúa Trời, làm theo lời của Đức Chúa Trời và đem phước lành cho dòng dõi của Abraham. Và Chúa đã hứa rằng là các di tộc trên thế gian nhờ ngươi mà được phước. Và Abraham, một con người đã làm theo lời của Đức Chúa Trời, và ngày hôm nay chúng ta được phước. Amen. Cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta ngày hôm nay không sống công chính cho Đức Chúa Trời thì thế hệ phía sau chúng ta làm sao mà được phước được. Amen. Nên khi mà Abraham qua đoạn 22, mà khi Abraham đã dâng Isaac và trên trời thiên sứ báo rằng là đừng đụng đến đứa trẻ, và Chúa đã sẵn sàng con dân được bên cạnh đó và làm tế lễ thiêu, và Chúa nói rằng là ngươi, Chúa nói là một lần nữa ngươi đã không tiếc chính con của ngươi. Và Chúa hứa rằng là Chúa sẽ ban phước cho dòng dõi ngươi, Chúa sẽ ban phước và làm cho dòng dõi ngươi trở nên dòng dõi mà các cửa thành cũng được không thể thành được. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa. Hãy cố gắng phải trở nên người công chính cho Đức Chúa Trời và làm điều công chính cho Đức Chúa Trời. Amen. Phải nhờ lời của Đức Chúa Trời để chúng ta được đạo luyện trở thành người công chính cho Đức Chúa Trời. Amen. Và sống công chính cho Đức Chúa Trời. Amen. Nếu chúng ta sống công chính thì ai có thể sống công chính cho Đức Chúa Trời? Nếu một người đã được yên sinh công chính, đã được tha thứ tội lỗi, đã được ban lời của Đức Chúa Trời, ban Thánh Linh đến để dẫn dắt từng bước mà chúng ta không làm được thì thế giới này ai có thể làm được? Amen. Và chúng ta phải là người chinh phục thế giới. Amen. Chúng ta phải đồng hóa công dân trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Amen. Chúng ta là người đồng hóa công dân. Hậu thánh của Chúa được giao quyền, giao lời đầy dẫy quyền năng âm tứ để rồi hậu thánh của Chúa chinh phục thế giới và đồng hóa thế giới, có nghĩa là dạy dỗ cho thế giới này trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, có nghĩa là trở thành giống Chúa Giêsu, làm theo Chúa Giêsu mà sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng từ bỏ, sẵn sàng amen với lời của Đức Chúa Trời, phong phục cho đến chết. Amen. Cảm ơn Chúa. Hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng làm mọi điều. Hầu cho người của Đức Chúa Trời, chúng ta có lời thần cảm của Đức Chúa Trời, lời dạy dỗ, khiển trách, sửa chữa, đào luyện con người sống công chính. Hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ. Anh chị em được trang bị đầy đủ chưa? Đầy đủ chưa? Đầy đủ rồi. Như vậy thì nghỉ ngơi cho nó khỏe ha. Đầy đủ rồi thì nghỉ thì cho nó khỏe không? Tôi đến bây giờ tôi vẫn chưa đầy đủ mà. Tôi vẫn cứ tiếp tục học, hàng ngày tiếp tục vẫn học. Bởi vì nhiều lĩnh vực lắm. Rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống chúng ta. Amen. Lĩnh vực chính cá nhân của chúng ta, rồi lĩnh vực về gia đình của chúng ta, lĩnh vực về người chồng, rồi người vợ, rồi về người con, người cha, người mẹ, người ông, người bà, rồi lĩnh vực mà xã hội, lĩnh vực trong hội thánh và lĩnh vực đối với thế giới. Thế giới quan ngày hôm nay rất là nhiều lĩnh vực chúng ta chưa đầy đủ đâu. Amen. Nên chúng ta cần có tiếp tục trang bị. Amen. Chúng ta thật sự, ví dụ chúng ta trở thành một người truyền giáo, là chúng ta tập trung học về truyền giáo, học về một chức năng cho Chúa Giêsu như thế nào, chúng ta tập trung vào điều đó, chúng ta trang bị điều đó để đi ra. Amen. Nhưng mà nếu chúng ta đi ra đầy dẫy quyền năng, nhưng mà chúng ta lại không trang bị một đời sống giống Chúa Giêsu, chúng ta có cái nhìn nó khác thường, chúng ta có những lời nói không phạm, chúng ta không sống tốt, thì chúng ta lại phá đổ cái công việc truyền giáo.
Amen. 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 À, như vậy thì Chúa nói là các ngươi phải trở nên toàn hảo như Cha các ngươi đã toàn hảo. Như vậy mục đích của chúng ta là phải toàn hảo, Amen. Đầy đủ như Đức Chúa Trời của chúng ta, là Cha của chúng ta tạo dựng nên chúng ta. À, và đó là mục đích chúng ta phải tiếp tục trang bị. Chỗ nào thiếu tiếp tục trang bị. Amen. Amen. Không thể nào mà chúng ta ngưng nghỉ được. Amen. Amen. Bởi vì khi chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy luôn luôn mới, luôn luôn là mới cho đời sống của chúng ta, chứ không cũ lắm. Amen. Càng đọc thì càng thấy sâu nhiệm, càng đọc thì chúng ta thấy Chúa của chúng ta vô cùng tuyệt vời, quá lớn lao, quá diệu kỳ và quá tuyệt vời, không thể lấy bút lấy giấy mà có thể tả được cái sự cao siêu tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã có. Và chúng ta chỉ gọi là sự bí mật thuộc về Đức Giê-hô-va, sự bày tỏ thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta. Chúng ta chỉ được nhận lãnh những gì mà Chúa bày tỏ mà thôi. Amen. Còn bao nhiêu cái sự sâu kín chưa được bày tỏ, chúng ta không thể hiểu được. Amen. Amen. Không thể kinh nghiệm được. Nhưng mà chúng ta sống lĩnh vực này, chúng ta cần phải tiếp tục qua lĩnh vực khác. Chúng ta tiếp tục đào sâu, tiếp tục từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực khác. Và chúng ta cần trưởng thành hơn, cần trang bị một cách đầy đủ hơn. Amen. Amen. Chúng ta nhớ Phi Rô nhất, Phi Rô nhì đoạn 1 không? Thứ bảy chúng ta có thêm vào không? Thêm lên đức tin, sự nhân đức, thêm lên đức học thức, thêm là học thức tình yêu thương, sự thương xót, tình huynh đệ. Hãy thêm lên. Mà nếu mà chúng ta đủ thì chúng ta không có ở dưng. Amen. Ờ, nếu chúng ta đủ phẩm chất, nếu chúng ta đủ trái của Đức Thánh Linh, chúng ta đủ giống cái bản chất của Đức Chúa Trời, thì chúng ta là người không bao giờ ở dưng. Chúng ta có việc để mà làm. Amen. À, chúng ta có việc để chăm sóc người khác, chúng ta có việc để mà chứng nhân cho người khác, chúng ta có việc để đặt tay chữa lành cho người khác, chúng ta có đủ việc để mà chúng ta làm, chúng ta không ở dưng. Mà nếu chúng ta đủ việc để làm là có nghĩa là chúng ta đang thức tâm. Amen. 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 Chúng ta đang làm việc là chúng ta đang thức tâm. Amen. Mà thức tâm là canh được kẻ trộm. Amen. Amen. Ăn trộm được cái gì của chúng ta, gia đình của chúng ta. Còn nếu chúng ta không thức tâm thì kẻ trộm nó đến nó cướp phá. Và thứ hai nữa là Chúa của chúng ta đến thì bị bỏ lại. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Được trang bị đầy đủ. Amen. Amen. Được trang bị đầy đủ. Hãy nói với người bên cạnh rằng là lời Đức Chúa Trời trang bị cho bạn đầy đủ. Amen. Nhớ là đầy đủ nha. Chứ không có thiếu đâu. Bởi vì Cha của chúng ta tạo ra chúng ta như thế nào, dù có linh có hồn là thân, nó quá cao siêu, quá mầu nhiệm, nhưng mà Chúa trang bị đầy đủ, không thiếu. Anh chị em xem thử có lĩnh vực nào mà không có lời cho chúng ta thì động thứ ba thiếu nhi thì có lời cho thiếu nhi, mà thanh niên thì có lời cho thanh niên, mà ông già thì có lời cho ông già, đầy đủ không ạ? Bệnh tật thì có lời cho bệnh tật, mà thương tổn thì có lời cho, có sự thương tổn tâm trí như thế nào thì cũng có lời hết. Amen. Amen. Ôi, Chúa chúng ta quá mầu nhiệm và cao siêu. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Nên được trang bị đầy đủ để làm mọi điều lắm. Amen. 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 Chúng ta là những người làm điều lắm. Amen. 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 Lâu nay chúng ta đã làm rồi. Mạng lệnh hay là đại mạng lệnh, đó là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành. Amen. Amen. Chúng ta cười của Đức Chúa Trời, người của Đức Chúa Trời có nghĩa là con Đức Chúa Trời đó. Người đã được trang bị đầy đủ, đã được bẻ trách sửa trị dạy dỗ huấn luyện đầy đủ rồi đó, là người con của Đức Chúa Trời, mà người con trưởng thành đó, trở thành là được Chúa sử dụng để làm mọi điều lành. Mà làm mọi điều lành ở trong giảng tin lành. Amen. Phải vậy không? Amen. Chúng ta giảng tin lành là chúng ta sẽ làm mọi điều lành á. Chúng ta có tin điều này không? Amen. Khi chúng ta giảng tin lành, chúng ta cứu một người là điều lành lớn lao vô cùng. Amen. Cứu họ ra khỏi hồ lửa, ra khỏi tội lỗi, ra khỏi nghiệp lực sát tăng, rồi biến đổi cuộc đời của họ. Có phải làm điều lành không? Amen. Ban phát cho họ, có phải làm điều lành không? Amen. Dạy dỗ thân biến,
Nên đại mạo lực của Chúa Giêsu là giảng tin lành cho mọi người trên khắp thế giới. Như vậy thì chúng ta là những người được sắp sẵn để làm mọi điều lành. Amen. Bởi vì trong giảng tin lành có mọi điều lành trong đó. Amen. 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 Mà không những là một nơi nhỏ nhỏ chỗ địa phương của chúng ta, mà làm cả thế giới được. Amen. Ồ, làm điều lành cho cả thế giới, anh chị em suy nghĩ đi. Anh chị em sẽ có phần thưởng rất là lớn lao vô cùng đấy. Amen. Không có gì em trong cứu không ổn đâu. Amen. Như vậy thì chúng ta là những con người được sắp sẵn để làm mọi việc lành. Amen. Mọi việc lành nó nằm trong giảng tin lành. Amen. Nó nằm trong giảng phúc âm. Amen. Amen. Bởi vì trong sự rao giảng phúc âm, cứu người ra khỏi tội lỗi, cứu người ra khỏi bệnh tật, cứu người ra khỏi ma quỷ xiềng xích, cứu người ra khỏi tệ nạn xã hội, cứu người ra khỏi đói kém, cứu người ra khỏi và ra khỏi tất cả và trở thành người tự do. Amen. Đó là làm mọi việc lập. Amen. Anh chị em còn tìm kiếm cái gì kia nữa? Tiếp bác cho người ta hay là cho những người nghèo khổ thì nó cũng nằm trong giảng tin lành mà. Amen. Amen. Tất cả đều nằm trong rao giảng phúc âm để tiến hóa cuộc đời. Đây là đầy đủ cho mọi người chúng ta. Này hỏi anh chị em, anh chị em đã được có lời Đức Chúa Trời, anh chị em được dạy dỗ và anh chị em cũng được bẻ trách sự trị và đào luyện trở nên người sống công chính. Đừng tới chỗ đây chấp hết. Amen. Nhưng mà để người của Đức Chúa Trời được sống sẵn làm mọi việc lành, đây là hành động của chúng ta. Amen. Đây là hành động của chúng ta. Nếu chúng ta không làm thì tất cả những gì mà chúng ta được trang bị đó, được dạy dỗ bản chất sửa trị đó, chỉ có một mình chúng ta hưởng. Trở thành người tốt để người ta khen thôi, trở nên ích kỷ, trở nên là một cái người chỉ biết sống cho mình chứ không sống cho người khác. Nên sống cho người khác là được tuyên dương trên thế giới này. Amen. Amen. Sống cho người khác, thế giới này tuyên dương, xã hội này tuyên dương. Amen. Chúng ta thấy các trung tâm cai nghiện của chúng ta không? Nhà nước của chúng ta tuyên dương, ban tôn giáo tuyên dương, phải không ạ? Nhiều nơi nhiều chỗ những gia đình có con em như vậy, họ luôn luôn tuyên dương. Amen. Đó là việc lành của những con người tin lành. Amen. Đây là việc lành tốt nhất. Và việc thực tế nạn xã hội chỉ là một phần nhỏ trong việc rao giảng phúc âm. Amen. Ban cho người khác miếng nước lạnh hay là tiếp đãi một mục sư hay là một tiên tri của Đức Chúa Trời thì sao? Cũng là trong việc rao giảng phúc âm. Amen. Nên khi Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ đoạn 10, Chúa Giêsu sai các môn đồ đi ra, phải không ạ? Chúa nói là các ngươi đi ra như chiên đi giữa bầy muôn sói, phải vậy không? Ờ. Nhưng mà cái giá trị của một người đi ra thì Chúa Giêsu nói sao? Nơi nào mà tiếng rước các ngươi, hãy chúc bình an cho họ. Amen. Sự bình an của các ngươi đổ lên họ. Amen. Nơi nào mà không tiếng rước các ngươi thì sao? Thổi bụi mà đi ra khỏi, hãy nói với các ngươi rằng là Sodom và Gomorrah trong ngày phán xét, cái thành này này, cái thành mà không tiếp nước các ngươi còn nặng hơn Sodom và Gomorrah nữa. Amen. Nên cái vấn đề mà rao giảng phúc âm, rao giảng tin lành, đấy là một việc lớn lao vô cùng, một việc lành lớn lao vô cùng mà gồm tốn tất cả mọi việc lành. Amen. Nên cái người nào mà không tiếp trước những người rao giảng phúc âm thì bị phán xét còn nặng hơn cả Sodom và Gomorrah nữa. Amen. Và người nào tiếp trước thì chúng nó là ai tiếp trước các ngươi là tiếp ta. Amen. Ai tiếp ta là tiếp đánh tại sai ta. Amen. Ai tiếp một tiên tri vì người đó là một tiên tri sẽ thưởng phần thưởng của một tiên tri. Amen. 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 Ai tiếp một đứa trẻ một miếng nước lạnh cũng không mất phần thưởng của mình. Amen. Amen. Nên chúng ta phải là người công chính và làm theo những gì Chúa dạy. Đó là người làm điều công chính. Amen. Amen. Chúng ta không thể bỏ cái sự tiếp khách. Amen. Phải tiếp cách. Và Chúa nói rằng là nhiều người trước thiên sứ mà không biết.
Đến lúc cuộc đời của chúng ta tiếp khách, cho đến khi nó mệt mỏi quá. Có một người ăn mày là nói vô xin cái gì đó, chúng ta bực bội nó đuổi họ đi. Mà đúng là thiên sứ là thôi xong đời đó luôn. Phải không ạ? Nên chúng ta chớ mệt mỏi trong việc làm lành. Chớ mệt mỏi trong việc làm lành. Amen. Chúng ta phải tiếp tục. Cảm ơn Chúa. Tôi tóm tắt lại. Lời Đức Chúa Trời, lời Kinh Thánh được tham khảo, được Thánh Linh soi dẫn. Amen. Amen. Có tất cả sự dạy dỗ, bẻ chất sửa trị và đau điện con người trở nên sống công chính. Và hầu chớ cái người công chính của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ để làm mọi điều đó. Cảm ơn Chúa. Không những trang bị nhưng mà để chúng ta hành động, để chúng ta sống một đời sống đúng như lời của Đức Chúa Trời đã ban phát cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúa của chúng ta luôn luôn hiện diện với chúng ta và Ngài dạy dỗ đời sống của chúng ta. Nhiều thánh chúng ta cũng đứng lên. Mọi người chúng ta hãy lòng cầu nguyện, hãy lòng cầu nguyện, hãy nói với Chúa này, con quyết tâm phải trang bị đầy dẫy đời của Đức Chúa trong mọi lĩnh vực. Con không muốn nghèo nàn bởi lời Đức Chúa. Lúc lời của thế gian nó đầy dẫy trong lòng, nhưng mà lời Đức Chúa Trời quá nghèo nàn trong lòng. Con cần phải suy nghĩ, cần phải thay đổi. Con phải đầy dẫy lời Đức Chúa Trời để dư dật mọi điều khôn ngoan và khôn ngoan là đẹp lòng Đức Chúa Trời và được quan. Chúng ta nhớ Salomon rất khôn ngoan, đến nỗi đi nữ hoàng Sê-ba rất xa, nghe tiếng của ông phải đi đến để mà chiêm ngưỡng, để nhìn thấy thật sự về sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói rằng, nhưng ở đây có đấng khôn ngoan hơn Salomon. Chúng ta đang có đấng khôn ngoan hơn Salomon đang ở với chúng ta. Alleluia. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.